Ở đây anh nhâm chôm nè. Nhìn đâu? Cái. Nhìn đâu? Ok kìa. Không chi chi cho Vinh với. Không chi cho Vinh. Nhìn đâu? Chi Vinh. Con ở với ai nhỉ? Chi cho em Vinh với. Vinh nó hiểu ơi. Đi qua đây. Em cho chôm chôm nè. Thứ hai cho chôm chôm nè, chôm chôm thấy ngon nè. Thứ hai hết nè. Cho hình Vinh một cái nè. Em Vinh, cho em Vinh. Thử ăn. Chôm chôm này nó ngọt không ngon. Sao không được, con gỡ không được hả? Dạ. Anh gỡ giùm đi. Anh gỡ giùm em đi. Vinh gỡ, Vinh gỡ giùm anh đi. Vinh không ăn. Vinh không ăn hả? Ngọt không? Dạ. Ngọt không? Dạ. À. Che hả? Mưa che hả Sơn Hà? Hai đứa đi đâu vậy? Dạ đi chơi. Ừ. Vòng vòng chơi phải không? Dạ. Con cảm đi chơi luôn. Sơn Hà đi chơi đâu? Đâu ngoài vườn chơi phải không? Con kiếm trái đỏ con hái. Nè mày hái với nè. Trái xanh lè ăn gì Vinh? Ở dưới nè, gì hái nè, ở dưới rồi đó. Trời ơi, trái xanh sao ăn sao hùng. Trái xanh mới không có sợ sâu nữa. Mấy này ra bào cây chim chim thái à. Có thịt đâu ăn nè. Ừ. Đây mày lọc cho Sơn Hà. Giỏi, Sơn Hà giỏi nè. Ừ. Nè. Cảm ơn mẹ đi. Không? Đó máy bay trời đó, ồ lớn quá rồi, máy bay lớn chưa? Máy bay đi đâu mẹ? Đi bay về thành phố. Dạ con có máy bay chơi đó mẹ. Ừ. Con nữa nè. Dạ để đó. Nè con lấy đi. Dạ. Không ăn nữa hả? Vinh, nè con. Ừ. Cho em một trái ra đây cho Sơn Hà một trái. Hai người chơi gái nhỉ. Ừ. Để hái đi. Chơi chín. Để mai chín đi hái con. Vô hái chôm chôm thường không? Vô.
Yeah.